Thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 1, lực lượng cứu nạn thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao nạn nhân trong vụ rơi thang máy xảy ra ở một khách sạn trên địa bàn cho lực lượng y tế, cũng theo thông tin từ báo Người Lao Động. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân duy nhất gặp sự cố hy hữu này là chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1995, ngụ thành phố Thủ Đức. Chị Huyền bị chấn thương cuộc sống, hiện đang được điều trị tại bệnh viện 115. Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo thang máy khách sạn Sen Hồ, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú gặp sự cố nghiêm trọng. Lúc này có một người mắc kẹt bên trong. Lập tức, đơn vị đã điều động đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú đến cứu người. Do thang máy rơi từ tầng 4 xuống tầng trệt lại có diện tích nhỏ nên lực lượng cứu nạn rất khó tiếp cận nạn nhân. Lực lượng cứu nạn sử dụng mọi dụng cụ chuyên dụng để đưa người gặp nạn ra ngoài. Trước đó, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú cũng triển khai bắt một con trăn gấm nặng 25 kg tại nhà dân trên địa bàn rồi bàn giao cho chi cục kiểm lâm thành phố.